Trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam thì Trung Quốc luôn luôn là một gã hàng xóm bẩn tính và nhiều mưu mô. Nhận thức này đi sâu đến mức mỗi khi nhắc đến Trung Quốc là nhân dân Việt Nam đều cảm thấy khó chịu và có phần hơi dị ứng về người Trung Quốc. Nhưng không phải những phản ứng xấu về Trung Quốc của chúng ta tự nhiên mà có. Nhìn vào thực tế từ xưa đến nay Trung Quốc vẫn luôn nhăm nhe và có ý đồ với Việt Nam. Tuy nhiên vẫn luôn có một thế lực nào đấy khiến Trung Quốc vẫn luôn rẻ chừng với chúng ta. Vậy lý do thật sự là gì có phải Trung Quốc đang tỏ ra sợ hãi Việt Nam? hãy cùng tinh hoa lịch sử tìm hiểu ngay trong video này có nhiều người nói rằng trung quốc sợ việt nam vậy điều đó có đúng không hay chỉ là hữu dũng vô mưu đối với ngoại giao bất cứ quốc gia nào chủ trương của chúng ta là hòa bình hợp tác cùng nhau phát triển tuy nhiên điều này phải trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau không có việc ai sợ ai cả lịch sử đã chứng minh rằng với ý chí của người việt nam từ ngàn năm trước chúng ta đã kiên cường chống giặc ngoại xâm và chưa bao giờ thua cả Tuy nước ta nhỏ bé nhưng sức mạnh chính nghĩa luôn luôn thắng hung tàn và cường bạo. Hãy nhìn vào việc Trung Quốc đã dành nghi thức cao nhất để đón tiếp Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thậm chí cùng ngồi tiệc trà đàm đạo về văn hóa, mới thấy được sự kính nể và rè chừng của một đất nước có diện tích đứng thứ ba trên thế giới và rộng gấp 30 lần Việt Nam như thế nào. Tại sao Trung Quốc sợ Việt Nam? Xét về kinh tế, quân số, quy mô quân đội, vũ khí, tiềm lực quân sự, họ đều vượt trội hơn Việt Nam, dưới âm mưu bành trướng bá chủ toàn cầu. Trung Quốc luôn có những kế hoạch thâu tóm các nước yếu. Tuy nhiên, họ không dám làm điều đó với Việt Nam mà chỉ là trò kích gan, thăm dò động thái của chúng ta mà thôi. Vậy tại sao Trung Quốc không dám làm điều đó? Những lý do sau đây khiến Trung Quốc phải rè chừng Việt Nam. Về sức mạnh lịch sử, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, tuy nhiên đã đánh bại bao kẻ hung mạnh. Một nghìn năm giặc tàu đô hộ, nhưng nhân dân ta không hề khuất phục mà ngược lại, chúng ta vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của mình. Quay lại lịch sử, nhà nguyên, người khổng lồ từng chinh phục khắp châu Âu và châu Á, phải ba lần chịu thất bại ở An Nam. Trận chiến lễ lửng thắng quân Mông Cổ của Triều Trần cũng là một thất bại cay đắng nhất của quân Mông Cổ trong suốt lịch sử chinh chiến của mình. Bên cạnh vô số cuộc xâm lấn quy mô nhỏ hoặc trung bình, đã có 14 lần các triều đại phương Bắc thua đại quân xâm lược toàn diện đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, người Việt Nam luôn có tâm lý đề phòng anh bạn láng giềng. Người Việt thường có câu nói, Việt cách thiên đường quá xa, nhưng Trung Quốc quá gần, nghĩa là Trung Quốc luôn là đại họa trong mắt nhân dân ta. Đến thời kỳ cần, Điện Biên Phủ trở thành mồ chôn giặc Pháp và người Việt đã cho Đế quốc Mỹ nếm mùi thất bại. Trong ký ức lịch sử hơn 25 năm qua của Hoa Kỳ, không có một cuộc chiến tranh nào có thể chạm đến sự dữ dội, lâu dài và sâu sắc như chiến tranh Việt Nam. Đất nước xa xôi, nghèo nàn và xa lạ này đã chôn vùi hơn 58.000 binh lính Mỹ, xé nát xã hội Mỹ, làm lung lay niềm tin của Đế quốc này. Cuối cùng, Mỹ phải cúi đầu trước sự kiên cường của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc xung đột và Trung Quốc đã nhiều lần phản bội Việt Nam. Những cuộc chiến này đã đẩy đất nước ta vào những tình huống mất mát và hy sinh rất lớn. Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam vẫn chiến thắng và giữ toàn vẹn lãnh thổ. Lần thứ nhất, tại hội nghị Geneva năm 1954, Trung Quốc mặc dù thường nhắc đến ơn nghĩa của họ đối với Việt Nam, nhưng cũng lợi dụng Việt Nam để đạt được lợi ích riêng. Trung Quốc đã nhân nhượng Mỹ và Pháp đưa Việt Nam vào tình trạng bị chia đôi tại vĩ tuyến 17 nhằm tạo ra vùng đệm cho chính họ. Lần thứ hai, khi Việt Nam gần chiến thắng Mỹ vào năm 1972, Trung Quốc lại phản bội, bắt tay với Mỹ để đạt được lợi ích riêng, bỏ mặc Việt Nam trong cuộc chiến. Lần thứ ba, năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa với sự đồng ý ngầm của Mỹ. Trung Quốc luôn coi Biển Đông, đặc biệt là các quần đảo của Việt Nam, là bàn đạp quan trọng để thực hiện chiến lược bành trướng xuống Đông Nam Á. Lần thứ tư, Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây ra vụ thảm sát hơn 2 triệu người ở Campuchia, cung cấp vũ khí và hỗ trợ Khmer Đỏ để đánh Việt Nam. Sau khi Việt Nam giải phóng Campuchia, Trung Quốc lại vu cáo Việt Nam và tạo sức ép cấm vận, khiến kinh tế Việt Nam sau chiến tranh rơi vào cảnh khó khăn. Lần thứ năm, đó là chiến tranh gần đây nhất, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Cuộc chiến này, người Trung Quốc gọi là dạy Việt Nam một bài học vì Việt Nam không nghe và chịu khuất phục trước Trung Quốc. Tam giác quan hệ Trung-Mỹ đã ảnh hưởng đến việc Bắc Kinh quyết định tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Đầu thập niên 1970, lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi chiến lược toàn cầu chống Liên Xô dựa trên cơ sở hướng tới hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, thời điểm này Washington không hưởng ứng. Trung Quốc tin rằng lý do là Mỹ đang quan tâm hơn đến chính sách hòa dịu với Liên Xô. Khi Trung Quốc lập liên minh chống Liên Xô, Việt Nam phản đối Trung Quốc và giảm mạnh viện trợ. Đến năm 1978, Việt Nam cắt bỏ hoàn toàn viện trợ từ Trung Quốc một trong những điều kiện để trung quốc nối lại viện trợ là việt nam phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của liên xô trước khi việt nam quan hệ chặt chẽ hơn với liên xô trung quốc gọi việt nam là tiểu bá và liên xô là đại bá trung quốc tin rằng liên xô và việt nam đang phối hợp để đe dọa họ nhất là khi việt nam cho liên xô sử dụng cảng cam danh bắc kinh phản ứng vì nỗ lực của việt nam trong việc thiết lập quan hệ đặc biệt với lào và hợp tác toàn diện với campuchia bắc kinh thậm chí cho rằng liên xô hậu thuẫn việt nam đưa quân vào đánh đuổi khmer đỏ và giải phóng campuchia vì vậy, dưới góc nhìn của Trung Quốc, Việt Nam là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng và cần thiết phải phát động cuộc chiến tranh trừng phạt. Trung Quốc nhận thấy rằng hy vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sẽ cải thiện vị trí chiến lược của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho cải cách kinh tế. Vì vậy, Trung Quốc đã chọn thời điểm tấn công Việt Nam ngay sau chiến công du Mỹ của Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc thuyết phục người Mỹ rằng hai nước có lợi ích chung và sẵn sàng hợp tác chống Liên Xô. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn viện lý do rằng vấn đề Hoa Kiều là nguyên nhân khiến họ phải đem quân sang đánh Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để hợp pháp hóa cuộc chiến mà Trung Quốc gây ra. Thực chất, vấn đề không nằm ở Hoa Kiều. Vào tháng 6 năm 1978, Việt Nam tiến hành cải cách công thương nghiệp ở miền Nam, ít nhiều liên quan đến người Hoa là thương nhân, nhà sản xuất tiểu thụ công nghiệp. Đây là công việc đối nội của Việt Nam nhưng Trung Quốc lại coi là sự thách thức với chính sách bảo vệ Hoa Kiều ở Bắc Kinh. Phong trào đòi lấy quốc tịch Trung Quốc cho người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Trung Quốc loan tin cho cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai nước, khiến cộng đồng người Hoa hốt hoảng. Năm 1978, người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Trung Quốc. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 người Hoa kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển và đường bộ qua cửa khẩu hữu nghị. Trung Quốc lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và đưa tàu sang đón người Hoa về. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam, làm cho hàng vạn người Hoa muốn về Trung Quốc bị kẹt tại biên giới. Đặng Tiểu Bình lấy cớ rằng Hà Nội vong ơn bội nghĩa để tạo thêm sức ép cho quyết định tấn công Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã đánh bại Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề cho họ, và họ không dám nói lên sự thật mà quay về lừa dối dân mình bằng cách tuyên truyền rằng Việt Nam gây chiến trước. Lý do thứ hai khiến Trung Quốc sợ ta là sức mạnh thế giới trước những gì trung quốc đã làm đối với việt nam và những âm mưu của họ trong quan hệ với các quốc gia khác thế giới đã rõ bộ mặt thật của trung quốc chỉ cần một tiếng súng chạm vào việt nam cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại và các cường quốc khác sẽ bảo vệ việt nam vì chính nghĩa và quyền lợi của họ những hành vi sai trái của trung quốc trên biển đông đã làm mất uy tín của đất nước này trong mắt thế giới trong khi đó trung quốc luôn miệng đề cao mối quan hệ cư xử hài hòa nhưng những hành động của họ lại tố cáo ngược lại thế giới đã biết rằng trung quốc là người nói một đằng làm một nẻo. Lý do thứ ba là sức mạnh địa chính trị của Việt Nam. Nước ta nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, nếu nước nào chiếm được Việt Nam thì coi như chiếm được Đông Nam Á và từ đó có thể thâu tóm được Biển Đông. Về mặt kinh tế, Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển như Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và các sân bay quốc tế như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á đường biển và đường hàng không nối liền ta với các quốc gia khác trong khu vực đông nam á và thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu quốc tế hơn nữa nước ta còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuận lợi cho lào khu vực đông bắc thái lan và campuchia tây nam trung quốc vì vậy một khi ai cố giành lấy việt nam thì từ chính vị trí chiến lược của nước ta đã tạo nên một lực lượng chống lại quân thủ lý do thứ tư là sức mạnh chính nghĩa người việt nam có câu lấy nhu thắng cương lấy chính nghĩa thắng hung tàn với niềm tin nó cộng với truyền thống quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, Việt Nam trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Số phận lịch sử đã đặt nước ta ở vị thế chính trị đặc biệt, nằm cạnh ông bạn láng giềng to lớn đầy tham vọng và trên con đường giao thương quan trọng bậc nhất thế giới. Ta nên hiểu vì sao một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại phải tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh giữ nước và khởi nghĩa chống lại mưu đồ xâm lược của ngoại bang. Đất nước đã phải chịu hơn 1.000 năm nô lệ giặc tàu và hơn 100 năm thống trị của thực dân đế quốc có những lúc đất nước phải đương đầu với cuộc xâm lăng của kẻ thù hùng mạnh như quân nam hán quân tống quân nguyên mông quân minh quân thanh thực dân pháp và đế quốc mỹ từ nô lệ nhân dân ta đã vùng dậy giành lấy quyền sống quyền độc lập cho dân tộc và cho đất nước mình trước kẻ thù hung bạo nhân dân ta kiên cường chống trả đánh đuổi và quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi giữ vẹn toàn đất nước một dân tộc nhỏ bé đã làm nên biết bao kỳ tích trong lịch sử giữ nước của mình những chi lăng bạch đằng Điện Biên Phủ mãi mãi là bài ca bất hủ của một dân tộc chưa bao giờ biết cúi đầu trước cường quyền bạo lực. Điều gì đã giúp ông cha ta làm nên những kỳ tích ấy? Câu trả lời đã có từ thuở xa xưa. Trong bình ngô đại cáo, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi viết đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Đó là giá trị cốt lõi không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo. Minh chứng cho điều này là vấn đề Biển Đông giữa các nước Đông Nam Á, trong đó có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc mặc dù trung quốc luôn từ chối những phán quyết của trọng tài quốc tế nhưng việc việt nam đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế mà không trực tiếp đụng độ với trung quốc trên biển đông là một lợi thế khi việt nam quay phim lại những lần trung quốc cố tình bành trướng tấn công tàu cá việt nam trên biển đông và đưa ra tòa án công luận quốc tế thế giới thấy được bộ mặt thật của trung quốc dù trung quốc có tham vọng bành trướng trên biển đông họ luôn bị cả thế giới bác bỏ đặc biệt khi đụng chạm đến lợi ích của một số nước lớn như mỹ trên biển đông trung quốc chắc chắn sẽ khó mà bành trướng theo mong muốn Điều cuối cùng quan trọng nhất khiến Trung Quốc không dám đụng đến Việt Nam chính là tiềm lực nội tại của Việt Nam. Một bài viết trên trang của Trung Quốc từng nói về mối đe dọa đáng sợ của Việt Nam còn tồi tệ hơn sự đe dọa của Hoa Kỳ. Hãy cùng trích dẫn và phân tích bài viết này để hiểu rõ hơn vì sao Trung Quốc lại rè chừng Việt Nam. Con người trên mảnh đất Việt Nam này không chỉ cần cù mà còn kiên cường. Hiện có gần 30 triệu thanh niên, trong khi đó dân số trung quốc đang già đi còn dân số việt nam lại tương đối trẻ việt nam đã duy trì được lợi thế này và tăng cường sức cạnh tranh lực lượng lao động dân số trẻ dồi dào cùng với bản lĩnh dân tộc vững vàng đã bảo vệ sự cạnh tranh trong ngành sản xuất chắc chắn sẽ thúc đẩy tham vọng của việt nam đi xa hơn có ý kiến cho rằng trong các nước trên biển đông việt nam là nước hung hăng nhất trong những năm gần đây trung quốc hiện đang tập trung tầm nhìn hàng ngàn dặm của mình hướng về biển đông nơi mà một trong những mối đe dọa ẩn mình chờ thời cơ chính là việt nam Bài viết nhấn mạnh rằng, trong số các quốc gia láng giềng có sự cạnh tranh chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông, Việt Nam có những kế sách và chiến thuật xảo quyệt nhất. Sau đó, Việt Nam tuyên bố chủ quyền hoàn toàn đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến nay, Việt Nam đã có lợi thế hơn Philippines rất nhiều khi chiếm được mỏ dầu khí và cá voi xanh ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam đã liên tiếp kiểm soát 29 đảo và bãi đá ngầm, số lượng lớn nhất bao phủ gần như toàn bộ biển đông và hình thành đối trọng với các đảo và bãi đá ngầm do các nước asean khác chiếm giữ ngoài ra việt nam còn có diện tích biển xung quanh các đảo và dạng san hô lớn nhất lên tới hơn một triệu km vuông nếu việt nam làm chủ được biển đông chiếm hơn một phần ba lượng hàng hóa vận chuyển của thế giới thì điều đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế trung quốc việt nam là nước tuy chiếm nhiều lợi ích nhưng lại không phải là mục tiêu tấn công chính của trung quốc philippines đã trở thành vật tế thần do đó người việt nam ngoài khả năng chinh chiến còn là đối thủ khủng khiếp nhất đối với Trung Quốc. Mỹ luôn được coi là quốc gia đối thủ lớn nhất của Trung Quốc, Nhật Bản cũng là một đối thủ quân sự toàn cảnh giác của Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam đang âm thầm sói mòn vị thế của Trung Quốc, có thể hình dung rằng Việt Nam với dân số gần 100 triệu người là một dân tộc duy nhất kiên trì, đoàn kết và thông minh. Đất nước này có trí khôn ngoan và sản xuất phát triển, có cùng giá trị xã hội và lợi ích kinh tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Hoa Kỳ ở xa, Nhật Bản già Philippines trẻ và Việt Nam là quốc gia duy nhất có sức mạnh không thể kiểm soát và khó lường. Kể từ năm 2008, ngành công nghiệp dày ở Đông Nam Á đã giành được gần 40% đơn hàng gia công ngoại thương từ Trung Quốc. Cơ cấu sản xuất của thế giới đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang Đông Nam Á và Việt Nam đang được hưởng lợi nhiều nhất. Nền tảng 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc với niềm tự hào Made in China đang dần phai mở. Bây giờ, Made in Việt Nam đang nuốt chừng Made in China và thay thế nó. Năm 2016, Việt Nam có dân số gần 100 triệu người, lao động cần cù và diện tích đất không quá rộng như Trung Quốc, nhưng lại giáp biển, chuyển hàng hóa thuận lợi. Điều này khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu để chuyển dịch ngành sản xuất. Hơn nữa, Việt Nam đã trở thành kẻ được lợi nhất khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết. Đây là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử, gồm khoảng 40 nền kinh tế thế giới. Việt Nam dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới vào năm 2050, khác với Nhật Bản đang dần già hóa và chậm chạp và khác với Philippines tuyệt vọng và trông chờ vào đồng minh Mỹ, trong khi Mỹ cũng không mặn mà lắm. Việt Nam có bản lĩnh dân tộc cứng rắn và đầy tham vọng. Bài báo của Trung Quốc cũng lo lắng rằng hệ thống chính trị của Việt Nam đã đi trước Trung Quốc hiện nay. Do tác động của toàn cầu hóa, Việt Nam đã tiếp thu các khái niệm phương Tây như bầu cử công bằng và nhà nước pháp lý để thiết lập hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của mình. Cơ cấu quyền lực của giới lãnh đạo Việt Nam tương đối chắc chắn trong quá trình phát triển đã hình thành cơ cấu quyền lực của tứ chủ tức là bốn thiết kế quyền lực tối cao Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội được kiểm tra và cân đối lẫn nhau. Sự đổi mới của Việt Nam trong lĩnh vực này đã tiến nhanh hơn và đi xa hơn so với Trung Quốc mở đường cho sự phát triển trong tương lai, đồng thời làm cho tư tưởng của họ gần gũi hơn với Hoa Kỳ đó là lý do tại sao hai nước đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây thứ nhất một khi mỹ và việt nam giao lưu nhiều hơn họ sẽ ngày càng rời xa trung quốc cần lưu ý rằng chỉ có bốn nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà việt nam và trung quốc đang bị mỹ chia cắt qua bài viết trên báo của trung quốc chúng ta hiểu hơn những gì trung quốc đang lo ngại về việt nam và thêm những minh chứng rõ nét về lý do vì sao trung quốc rè chừng việt nam thời gian sẽ trả lời cho tất cả Liệu Việt Nam sẽ làm được gì khi mà Trung Quốc to lớn đang lắng nghe và muốn nuốt chừng chúng ta? Trên biển Đông, trải qua bao đời đối phó với những giặc tàu xâm lược, cha ông ta đã đúc kết kinh nghiệm dựa trên xương máu của những người đã ngã xuống. Vậy nên, để biết chúng ta làm được gì khiến Trung Quốc sợ, từ ngàn đời xưa cho đến mai sau, chúng ta còn dựa vào sự đồng lòng chung sức bảo vệ đất nước, xây dựng một tương lai đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Tất cả đều nhờ vào thế hệ trẻ ngày nay và thế hệ mai sau. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hãy để lại bình luận của cá nhân bạn và đừng quên bấm theo dõi chúng tôi để đón xem những video tiếp theo